nói gì đó đi. Cái đó là cái gì vậy ba? Cái này xịn lắm đó nha. Cái này á, con có thể thu sóng radio được, có thể phát sóng FM, thu âm con được luôn á. Chào đầu dây bên kia nha. Chào đầu dây bên kia. Cái gì? Sợ. Sợ. Qua gặp mặt thì sao? Sao? Ta tưởng bé thích đồ ngọt. Cho tôi hả? Có thể ban điều ước sao? Cô bé sẽ ở lại chứ? Cô muốn thứ gì? Cô
muốn thứ gì? Sao ba thích thu âm mọi thứ vô đây vậy? Người ta thường nói là có hai cách để du hành thời gian. Một là khi con trở về nơi chốn thân quen của con. Hai là thông qua đồ vật. Cũng giống như cái máy cassette này vậy đó. Ba luôn muốn đảm bảo là lúc nào ba cũng có thể ở bên cạnh con. Ngay cả khi ba không còn. Là sao con không có hiểu? Bay nè! Bay nè! Bay nè! Đi con! Đi! Đi! Nhá! Thì nó bay dẫn con ra đây chơi đi nha! Ok! Chạy! Dạ.